Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Chí Tâm nha mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một chỗ thực cũng rất là đơn giản ha. Nó liên quan đến hai sợi dây thun này mọi người ha. Đây, hai sợi dây thun này. Thì cái trò này thì mình hay làm, nó rất là hay, rất đơn giản nhưng mà cái hiệu ứng nó rất là cao mọi người ha. Bây giờ mình làm thử cho tất cả mọi người xem và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người luôn ha. Rồi mình sẽ bắt đầu làm thử. Hai sợi thun này mình làm được trò gì? Và bây giờ mình sẽ lồng nó vô nhau cho tất cả mọi người xem ha. Đây, lồng vô như mọi người thấy ở trong video này ha. Đó, thì nó đang sang kẽ nhau nè, đúng không? Nó sẽ dướng nhau, thì không thể nào mà mình lấy dây thun ra được hết. Mọi người coi nha. Đây, nhưng mà mình thổi vô như nè, thì mình sẽ gỡ từ từ nó ra. Đó, nó rất là hay. Thật ra cái hiệu ứng của nó mà khán giả người ta xem được thì người ta rất là thích. Tại vì mình cũng hay làm lắm. Thử lại cho mọi người xem ha. Đây, không thể nào ra được. Thì tại vì nếu mà ra ngón này thì dướng ngay cái ngón này ha. Ra bên đây dướng ngay ngón này, thì ra đây thì dướng dây thun ha. Mọi người coi nè, không thể nào ra được ha. Mình thổi vô mọi người xem. Từ từ tách ra. Đó, hai sợi thun đơn giản, bất cứ nơi nào cũng có được. Nhưng mà mình làm được cái trò này thì nó rất là hay mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người làm được cái trò dây thun xuyên qua nhau này ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Thì trước tiên mình sẽ dùng hai sợi thun hoàn toàn bình thường nha mọi người ha. Thì nó phải có cái độ co giãn tốt mới được ha. Thì tránh một cái trường hợp là dây thun dễ đứt hoặc là bé quá, nó chặt quá mình khó di chuyển nó ra ngoài để cho khán giả ngạc nhiên ha. Thì mình sẽ nhét dây thun vô vị trí hai ngón tay như mọi người thấy chứ nè. Đó, mọi người sẽ lồng vô nhau như vậy ha. Đây, thì mình muốn cho dây thun ra ngoài thì không thể nào thiếu một cái ngón hỗ trợ được mọi người ha. Thì ngón hỗ trợ là cái ngón giữa của bên tay trái mọi người ha. Đây, ở bên tay phải của mình nè, tay này nè, tay phải. Nhưng mà đối với mọi người đang coi clip thì nó có thể ngược lại tay trái ha. Bên tay phải của mình là ngón hỗ trợ. Thì mình sẽ dùng cái kỹ thuật đổi ngón ha. Đổi ngón cho cái ngón này nè là không còn giữ nữa mà cái ngón giữa sẽ giữ ha. Bây giờ mình sẽ làm chậm cho tất cả mọi người xem ha. À, thí dụ như mình cho người ta coi là nó đang xen, nó đang xen với nhau là không ra được ha. Đó, lúc mình kéo căng ra vậy nè, thì mình dùng cái ngón giữa này nè, mình đổi ngón qua, mình kéo xéo qua vậy nè. Đó, đổi ngón qua nè mọi người thấy không? Thì cái ngón giữa của mình đã giữ lại cái phần này rồi. Còn cái ngón này không á thì mình sẽ thọt vô cái cạnh ngón cái nè, rồi mình thu về ha, thu lại vậy. Đó, thì mọi người thấy một điều là mình sẽ tách ra được. Đó là vậy, thì mình thấy cái trò này nó rất là hay nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Mình không để sử dụng riêng nữa ha. Đó, lồng lại cho mọi người xem nè ha. Đó, thì mọi người không có kéo ra thẳng vậy mà mọi người kéo xéo vậy nè. Kéo xéo vậy thì cái độ dây thun kéo xéo vậy thì nó sẽ tự tuột ha. Mọi người đặt cái ngón giữa nè, đặt ở ngoài ngón cái thôi mà, đặt cái gì ở ngoài cái ngón chỏ thôi nè mọi người coi nè ha, đặt ở ngoài thôi. Cái phần chặn dây thun lại đặt cái trên dây thun vậy như mình nè. Mọi người kéo xéo ra tự động nó sẽ tuột ra nè, thấy không? Tuột ra. Còn cái ngón này dư mọi người cứ để vô cái phần kế ngón giữa, mọi người thu lại là gì nè. Đó, dở ra. Nó khá đơn giản thôi mọi người ha. Đây, hai sợi thun này thì mình cho mọi người coi lại nè. Thì mình sẽ dính với nhau vậy. Mình nói với họ nếu mà kéo qua đây thì sẽ dướng ngón này, kéo qua đây thì sẽ dướng ngón này ha, còn kéo ra đây thì dướng dây thun. Lúc mà mình kéo xéo ra đó thì cái ngón này nó đã rảnh rồi nha mọi người ha, nó đã vuột ra rồi. Thì mình sẽ để vô cái ngón cái nè, để nhẹ vô cái ngón cái, để vô cái ô ngón cái, họ đâu có để ý đâu. Lúc mình thu lại á, thu lại mình banh lại cái vị trí cũ. Đó, thì dây thun nó đã vuột ra ngoài rồi. Lúc đó mình so nhẹ vậy nè, mình tạo cái cảm giác cho khán giả họ nghĩ là vẫn còn dính ha. Lúc đó mình mới bùa phép hay mình thổi nhẹ hay gì đó mình gỡ nó ra. Đó, nó rất là hay. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trò này nè ha. Thử lại lần nữa nè. Mọi người lồng vô như vậy đúng không? Mọi người đặt cái ngón giữa bên tay phải nè, mọi người đặt cái phần ngay dây thun luôn, ngay cái phần dây thun luôn ha. Xích lên trên chút cho mình, lúc mình kéo xéo ra nó sẽ tự vuột ra bên ngón giữa nè. Còn cái ngón dư này mình sẽ đặt vô cái lỗ của tay phải xong thu về. Đó là gì ha. 1, 2, 3 thổi vô cái dở ra. Thì mình thấy thì cái hiệu ứng của cái trò này rất là cao mà khi mình diễn cho tất cả mọi người ở ngoài người ta xem á,
nên hôm nay mình sẽ chỉ ha. Thì mình làm lẹ nó sẽ như vậy nè. Thì mình nói thì bây giờ tôi sẽ diễn cho bạn coi một chỗ thực nè ha. Bạn thấy hai cái dây thun nó đang lồng vô nhau đúng không? Không thể nào qua được. Ra thì dướng ngón này, ra thì dướng ngón này, ra đây thì dướng như này, phải không? Không thể nào được. Thổi vô một cái, tách nó ra ha. Khá đơn giản ha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ mang đến mọi người một chỗ thực này thôi. Ai thích video này của mình hãy để lại cho mình một like ha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.